Nóng quá. Ok, xin chào các bạn đã đến với các video chia sẻ thanh nhạc, hướng dẫn. Và hôm nay là video dạy hát hay ca khúc. Một bài hát mà đã có bạn comment trên trang YouTube của mình. Các bạn ai đã chưa đăng ký kênh hay là chưa có những cái comment hay là có cái câu hỏi nào mà muốn hỏi nhưng mà lại không biết đường để hỏi hay là không biết hỏi ở đâu, hỏi như thế nào thì cứ comment lên hỏi mình nha, để mình sẽ trả lời cho. Giống như bạn này, bạn kêu mình là thầy ơi, hát cái bài gì ta, hướng dẫn cái bài gì của Quân AP. Tắt điện thoại cái đang kiểu tút tút cái nghỉ rồi luôn. Rồi Quân AP ca khúc còn gì đâu hơn chữ đã từng. Còn gì đâu hơn chữ đã từng của Quân AP, ca khúc rất là hay. Khi mà bạn nói cái mình nghe thử thì mình cũng thấy là rất là ok, rất là hợp lý để mình có thể chia sẻ cho mọi người ca khúc này. Hát hay bài này ha. Nói về Quân AP thì dạo này đang hot lên với những ca khúc mới của bạn. MV thì không có đầu tư sắc sảo như những cái ca sĩ khác, nhưng mà được cái là giọng hát và bài hát rất là hay. Công nhận là video mà MV của bạn là triệu view. Ok, và sau đây thì mình sẽ cover ở lộn quên. Vậy hát hay bài này, cover cái gì mà cover. Mình đâu phải là mấy bạn ca sĩ đâu mà đi cover, đi hát chỉ mình thầy giáo gì nhạc. Rồi. Còn gì hơn bạn có tên là Sanquit A Razor, một fan của Ace. Mình thích xem phim đó. Phim One Piece, đảo hải tặc. Ace anh trai của Luffy thôi. Ngoài lời quá. Có cái đó mình chém gió sao ha. Câu chuyện đó mình tính sao. Giờ mình vô câu chuyện này trước đi. Có anh em nào mà bạn bè nào mà muốn bàn về Luffy, One Piece thì câu chuyện đó mình sẽ qua một cái video khác. Rồi ok, bạn Sandwich A Razor thì với đáp ứng với nhu cầu của bạn thì bạn khúc điệp khúc em lên được nhưng chói tai quá, không ấm được như audio. Ấm là sao? Chắc do bạn thiếu cái độ dày đúng không? Thiếu chest voice, thiếu những cái khoảng vang và thiếu cái thác. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn lên thì có thể là ấm được cái khúc đó, có những cái khoảng vang ha. Bài này cũng khá là cao. Lên thì lên tới son. Xuống là son, mà son 4 á, đúng rồi. Xuống thì xuống tới còn gì hơn chữ đã từng. Xuống thì là hy vọng. Rồi ok, xuống là xuống tới si dáng. Cũng khá là son, si dáng là cũng gần nhau rồi. Chút xíu nữa là 2/8 rồi. Mà bài hát Việt Nam dạo này toàn là 2/8 không ha. Gần 2/8 không. Sao hát được, khó hát lắm đấy các bạn ơi. Quảng giọng 2/8 ngày xưa là những cái bài cực kỳ khó hát, cực kỳ hiếm. Ngày nay trình độ ca sĩ Việt Nam này cao quá. Hát toàn gần 2/8 không. Rồi. Đúng tâm của Quân AP nha. Đô thứ. Vô. Khoan để mình biết sáng tác của ai cái đã. Xin lỗi các bạn, cho mình xin một giây nữa. Ở đây nó không có đăng cái lên cái sáng tác ha. Sao kỳ. Cái tư duy đó là phải thay đổi lại. Đăng cái ca khúc của ca sĩ là phải đăng nhạc sĩ. Đây nè. Đó không? Phải đăng lên rõ ràng, ghi bự lên. Nhạc sĩ người ta công cống hiến. Hát cỡ nào đi nữa thì cái bài này vẫn là bài quyền tác giả của nhạc sĩ Rin chính. Là sao không biết luôn. Bạn này có tên là R-I-N, là Rin Nai, Rin chính. Sáng tác của Rin chính. Đó, hòa âm phối khí là Nguyễn Nam Minh. Gì đó, Nguyễn Nam Minh gì.
Thì nó phải kỹ lưỡng cái vấn đề này, tại vì sai một chút Nguyễn Nam Minh Thụy hay Minh Thùy gì đó, giống là vậy. Nhưng mà sáng tác là của Rin Nai, Rin Chính. Ok, sơ sơ chút xíu. Các bạn hát thì các bạn phải nắm bắt được cái ai thích nghe đoạn đầu thì nghe, không nghe đoạn đầu thì cứ tua vào phần hát ha. Nhưng mà khi mình hát một bài ngoài ca sĩ ra thì mình phải tôn trọng nhạc sĩ nữa, là mình phải biết tên của nhạc sĩ đó. Rin Chính, nhập vô não. Rồi ok, bây giờ mình vô nha. Còn gì đâu hơn chữ đã từng, còn gì đâu hơn chữ đã từng. Nghe giống giống chưa? Nghe có giống giống. Rất là dễ, đây lát mình sẽ chỉ cho giọng ấm hơn nha. Đã yêu đã hy vọng, từng cho nhau những ký ức ùa mòn. Còn gì đâu hơn chữ đã từng, đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy nên lặng nhau. Đó rồi, ok. Khi này á, mà bạn hát cái bài này á, là bạn phải cho cái âm thanh của bạn á hơi có dày, phải dày dày. Thì bạn hát, bạn đưa cái âm ơ và nhiều ơ, và bạn sử dụng chest voice. Với thứ hai là và thứ ba là bạn sử dụng mid voice, kết hợp chest mid. Ok, là chết mình đạp. Rồi bây giờ mình hát một cách thoải mái nhất kỹ thuật đó, nhẹ nhàng. Với những bản ballad bạn cho một tí hơi vào để bạn làm cái giọng của mình nó hơi hơi nhẹ gió, nhưng mà vẫn giữ cái độ dày nha, để tạo cho người nghe cái cảm giác thoải mái, đừng có gồng, đừng có căng thẳng quá, vẫn kỹ thuật đó và nhẹ nhàng. Còn gì hơn, còn gì đâu hơn chữ đã từng, đã yêu đã hy vọng, từng cho nhau những ký ức của mong. Còn gì đâu hơn chữ đã từng, đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy nên lạc nhau. Đấy, rất là đơn giản không? Mà chẳng thể giữ lấy nên lạc nhau. Rồi lên, vẫn như vậy nha, bà tình cảm nhẹ nhàng vẫn có âm vô. Tình đêm khi tình lỡ, không cần phải quá nặng nề, phần khẩu hình của mình cũng không cần phải gì, nó hát như nói vậy thôi. Tình đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối. Ok, tình đẹp khi tình lỡ, đó nhẹ nhàng buồn bã lên. Giữ mix voice, giữ chest voice và giữ một hơi thở thoải mái, thanh thoát, nhẹ nhàng. Tình đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối. Ok ha. Dạ ngứa mắt quá. Ok, tiếp khúc luôn. Vì ngày xưa anh nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dài khờ thế đây. Thời gian tan nhẫn, ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, giữ nữa. Lát chỉ cho mọi người hát cái này cho dễ ha. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ biết rằng không thể có nhau như đã từng.
cái giữ nguyên, đầu tiên là giữ nguyên cái khẩu hình đó, cái âm thanh, cái âm điệu đó, để cho nó giọng mình nó ấm hơn á bạn. Xong quýt A Razor. Ok, và giữ cái khẩu hình đó. Vì ngày xưa ấy, mà đừng có là ấy, mà là ấy. Vì ngày xưa ấy. Đã làm gì khi bạn mở, xong rồi bạn đóng lại chữ y. À, đóng rồi thôi là đóng kính nha, ấy nha mà. Mà ấy, nhẹ nhàng thôi, ấy. Vì đẩy đẩy hơi lên mid voice, đẩy chest voice vẫn giữ nguyên nè, vừa giữ âm thanh vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay vẫn như vậy, tay trong tay và đẩy cái hơi lên mid voice một chút xíu để tránh cái hơi nó tuột vô bên trong, nó làm ảnh hưởng tới cái thanh đới của mình ha. Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay. Ok chưa? Tay trong tay. Đẩy là mid voice, đừng có để cho nó tuột vô, phát âm thanh ra ngoài, rung lên cái khoang mặt của mình. Tay trong tay. Sẽ chiến thắng tất cả mình dài khờ thế đây. Thời gian tàn nhẫn, trời ơi, cái từ này nó nặng quá. Thời gian tàn nhẫn, ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa. Cái này làm thanh mở, tất cả là phải mở hết, để nó tạo nên những cái khoảng vang và thoát được âm thanh ra ngoài ha. Từng lời đã hứa, đẩy âm thanh ra, chạm vào cái khoảng vang trên mặt và mở nó ra. Từng lời đã hứa, nay chẳng thể giữ nữa. Từng lời đã hứa, nay chẳng thể giữ nữa. Đành phải nhờ người khác gánh vác. Nghe như vậy là đủ rồi các bạn, tại vì lên tới son. Son 4 là cao đấy chứ không phải không cao, mà nếu các bạn vẫn đang giữ chest voice đấy. Nên như vậy là tạm cảm giác cho người ta cảm thấy thoải mái, còn nếu các bạn gào lên nữa đó thì nghe thì cảm thấy nó hay, nghe cảm thấy nó mạnh, thấy nó có lực, nhưng mà thực sự các bạn cầm mic vào đi, hoặc là các bạn để ý kỹ, nếu các bạn học về kiến thức thanh nhạc thì các bạn thấy là nếu mà gào lên nó sẽ gọi là bị bể, bị vỡ. Âm thanh của bạn á, bạn gào lên cái tự nhiên cái nó có một cái dấu chấm đỏ chấp lên, cái chấm đỏ nó không có đều á, nó đỏ lên, cái đó là bị vỡ âm thanh. Cẩn thận, nó vừa đủ là được rồi, mà muốn vừa đủ hay không là do cái khả năng kiểm soát giọng hát của mình. Giọng mình mỏng thì mình hát theo cái kiểu mỏng, nhưng mà mình cố mình gán làm cho nó dày một chút là ok, là tốt rồi, chứ đừng có đòi hỏi là giọng mình phải dày như là anh này chị này. Một chút xíu thôi, giống như mình là giọng tenor, thuần tenor, mà mình có thể hát được giọng baritone như thế này là mừng lắm rồi. Ok ha các bạn ha. Nên cứ giọng giữ cái giọng nguyên của mình, cái thuần, cái chất nguyên của mình, làm cho nó dày một tí và hát cảm thấy là hay nhất là được. Mình làm lại một lần nữa nha bà con, cô bác. Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay, phải chiến thắng tất cả mình dài khờ thế đây. Thời gian tàn nhẫn, ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa, nay chẳng thể giữ nữa. Hay là giữ nữa cũng được, nhưng mà giữ nữa thì nó tạo nên cái cảm giác là siết hơn. Còn thì giờ giữ nữa cũng được, nó cảm giác là đau hơn, cái một cái cảm giác hát theo cái độ feel của mình ha. Lần nữa. Từng lời đã hứa, nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Ok, đó là xong phần 1 ha. Quay lại phần 2 là phải chăng ta đã quá bông bột, phải chăng vẫn là chest mid
mịt, thoải mái hơi nhẹ ra ngoài một tí xíu giọng gió, pha một chút falsetto để cho nó phiêu phiêu hơn, ballad hơn. Phải chăng ta đã quá bồng bột tình cảm nào, cứ yêu cứ mơ mộng mà không thể biết phải yêu như thế nào, để khi học được cách yêu rồi mới nhận ra chúng ta chẳng còn là gì ngoài chữ đã từng. Tình đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết đớn đau vẫn vương những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối, vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dài khờ thế đây. Thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Đó, yếu tố cực kỳ quan trọng đó là hơi thở của mình lúc nào cũng phải được đẩy. Nơi xưa từ trên lên mở, nó đưa, nó mở cái khoảng ba ơi, và nó đi ngược ra, nó chạm vô mít phôi. Từng lời đã hứa, các bạn thấy có hai cái chiều âm thanh không? Từng, nhưng mà âm thanh chiều vô chiều ra nó phải cân bằng và nó chạm vào các khoảng vang, và nó phải mở được khuôn mặt này nè để tạo mid voice và mở được các khoảng vang của head voice với chest voice lại. Và thứ thế là hát thôi. Cảm xúc nào, bây giờ lại một lần nữa. Vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dài khờ thế đây. Thời gian tàn nhẫn ta vô trong trạng nè, thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đà. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa cũng được. Đó là cách ví dụ rock, giọng bạn nào rock như mình nè, mà hơi mà giọng mình là hơi rock đấy. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa. Nay chẳng thể giữ nữa. Đây chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người quay lại liền nha, quay lại rock chút xíu, đau đớn thôi, giữ nữa, quay lại ba lát lại chứ không thôi nó thành rock luôn là chết. Đành phải nhờ người khác gánh vác, chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Chỉ tiếc rằng không thể có nhau như phiêu nào đã cái đó mình làm lố lên chút xíu, cũng thể là phá bài ra chút xíu đi, không có hát giống quân AP 100%, đôi khi cũng phá chút xíu, vẫn phải là cái chất của mình. Mình ví dụ như vậy thôi. Và các bạn có thể tự khám phá giọng hát của mình và có thể hát một bài hát mà đúng theo cái chất của mình ha. Còn muốn giọng ấm thì giữ âm ơ, và chest voice, mid chest, mở khoảng vang bên trong qua và hơ. Tình đêm khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết đớn đau những gì. Đặt tâm tình lâm. Ok, rồi chúc các bạn sẽ thành công và thật là vui vẻ với video này, ca khúc và với hướng dẫn dạy hát hay ca khúc Còn gì đâu hơn chữ đã từng của Quân AB, một sáng tác của Rin 9, Rin 9 á, 9 là số 9 đó nha. Rồi bye bye, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, làm việc hăng say, soi máu. Bye bye.